Báo cáo đồng chí, yêu cầu bí mật không cho phép tập trung thêm người về phương tiện. Chúng tôi lo nhất đoạn đường này. Báo cáo ban chỉ huy, có một bà mẹ đưa anh em dân công gùi gạo ra muốn gặp ban chỉ huy. Chào bà mẹ. Chào má. Chào cả con. Chào mẹ. Bà con, sai tôi ra đây hỏi, khi mô thì các anh về giải phóng cái Lăng Vân đi. Bà con hỏi, các anh cần chi cứ nói đi. Cần gạo có gạo đó. Cần người có người. À hay cần đấu tranh, bà con xin là khởi sự ngay. Hay là cần điều tra, liên lạc, chi cũng được. Các anh cần chi cứ nói đi. Chắc bà mẹ thông thạo cùng này lắm phải không? Anh hỏi chi là bà tôi lên đây từ khi bùng đi chưa có bóng người thế. Từ đây ra cái núi trắng trắng kia có đường nào không phải qua bãi lầy không hả mẹ? Sữa, các anh muốn mừng đường qua cái núi xóm thế hả? Trời ơi, răng lại mừng qua cái bãi lầy ni. Qua hai cái núi tê tê. À, mà phải có một khoảng gần đồn tụi Mỹ. Chỉ cách chừng hai cái chỗ thôi. Nhưng bọn hắn không dám ra mà. Tôi cũng theo con suối Vân tới đó. Mẹ đưa đường cho giải phóng đi xem, có được không? Răng lại không, ở đất giải phóng, mừng chi cũng được, mừng chi cũng sướng. Chuyến này có thể đi xa đấy. Các anh nên mang thêm thuốc đi. Anh Dư ạ. Đây. Thôi đủ rồi đấy. Thuốc lọc nước đây. Thuốc chữa rắn cắn đây này. Anh mang theo cả bơm tiêm để dùng nhé. Thôi, anh Dư đi mạnh khỏe nhé. Chịu khó uống thuốc kinh ninh đều đấy. Nhớ nhắc cả... các anh ấy uống thuốc phòng đều hộ tôi. Cứ yên tâm, mấy ở nhà mạnh khỏe nhé. Anh Ly đi công tác thắng lợi nhé. Anh núi đi nhé. Ê ấy. Đồng chí Huệ, cho tôi hỏi... điểm hòa đấy. Thế cẩn thận đấy, bị đông sắp đứt quai rồi. Định nhờ khâu dùng mà quên mất. Túi áo lại toạc ra rồi. Anh bỏ cái gì vào túi vậy? Khiếp chưa? Không ai khâu kịp cho ông đâu. Ông tướng à.
Huy à, hôm nay tôi đi công tác đấy. Thì Huế đã chào tạm biệt anh rồi còn gì. Huế này, ta sắp giải phóng Lương Vân. Đừng đoán mò. Thật mà, quê tôi cũng ở Lương Vân đấy. Quê anh có một vườn cam, đúng không? Huế à, thế tôi sẽ nói về mà thế nào? Nói là... là Huế có lời hỏi thăm sức khỏe ba mẹ. Đi thôi cả cậu ơi. Kíp hỏng rồi. Anh Nui, anh Nui. Đi nha. Đi chào nha. Huế. Đi mau lên cả cậu ơi. Chậm như rùa. Thung lũng Ma Tây mà cảnh đẹp quá nhỉ. Trước có thằng quan tư Tây chúng mình chạy ở đây. Đêm hiền về khóc tí tị. Cứ hô lê manh, hô lê manh. Khỉ ạ. Hô lê manh là giơ tay lên. Thì ai biết nó nói chi. Nhưng bỏ mình nói nữa. À này, có quà của hậu phương lớn. Anh Hạ dành phần cho bọn mình đây. Điện Biên cơ. Mũi Trường Sơn đấy. Khiếp thật. Mũi ở đây không độc không? Hồi bé Tân Châu ở đây, mình có áo sống gì đâu. Rửa mà chẳng ốm đau bao giờ. Có lần bị mà mắng, mình bỏ trốn đi 4 ngày liền. Lấy mật ong ăn từ bữa. Say ngả. Đây này, đứt đôi con mắt này. Sau mà mình tìm mãi, phải cõng về đấy. Về sau mày có mắng nữa không? Còn phải nói. Bà ấy chờ mình tỉnh, rồi nền cho một trận lên thân. Mẹ mình còn xa lắm. Núi này, bao giờ được làm đường về Cung Tum nhỉ? Tao mà là Đôn Sơn đất cách cổ mày đi. Dưới. Gì đấy? Bà
lát mới qua Minh Đình Hướng đón cho Khuỵnh Tết này. Sơi vài xe của nó đi, bò mình hồi còn sống ấy mà, là mân khối xe Tây chỗ đó đấy. Không được. Tại sao? Mình đi nghi binh cơ mà. Đánh mình không nghi binh à? Đánh mình nó cho là du kích thôi. Này, phải làm thế nào ầm ĩ lên cho có một trung đoàn hoặc là một sư đoàn hành quân qua đây mới được. Đưa đi tập trung 3 khẩu súng, khiến cái thằng O với 10 cơ một trận. Thế này phải lỡ các bố con nó đến đấy. À, hay, hay đấy. À, nhưng phải phân tán ra đã. Phải đào hầm cho thật tốt, chớ chủ quan. Từ chiều nay không ăn cơm tập trung ở đây nữa. Chào ơi, cậu sợ à? Ủa hay, phải phân tán ra chứ. Để còn một người cũng phải bám sát trận địa đến cùng. Cũng phải thôi. Mẹ cậu ở xa quá. Mẹ cậu được giải phóng rồi ông kỹ sư à. Còn mình, thằng núi này sẵn sàng chết để bảo vệ con đường về giải phóng quê mà mình. Cậu hiểu không? Đây gần quê mẹ cậu quá rồi. Mình hiểu. Núi ạ, nếu mỗi chúng ta chỉ nghĩ đến một làng quê mình, một bà mẹ mình, thì chúng ta không thắng nổi Dôn Sơn đâu. Chúng ta thắng vì chúng ta nghĩ đến cái gì khác lớn hơn nữa kìa. Thôi, mình chả nói nữa đâu. Núi xa rồi đấy. Minh lên này, bao giờ đánh về Công Tum mới cần cố gắng à? Núi nói cũng có cái phải. Phải cố bắn rơi thằng Hai Thân. Phải làm trận địa các xã giả. Phải phân tán ra. Còn một người cũng bám sát trận địa, tiếp tục chiến đấu. Đó, mình đi thôi. Không thì nào này bom giả nát mất con đường của chúng ta. Anh Hạ đâu?
thôi thôi, tôi không tìm nữa đâu, khỏe rồi. Thiệt mà. Không, anh ra đi ngay, có chuyện ghê lắm. Gì? Hai rào đã. Bà mẹ Lăng Vân. Ôi, tưởng gì. Cơ sở cho biết bà mẹ tốt đấy. Trời ơi, anh cả tin quá. Vào có kho thuốc nổ, kho đạn. Toàn đi đếm người, đếm súng thôi, đáng nghi lắm. À, mình cũng có điều ngờ ngợ. Để xem nè. Lớp này chuyển ô Huế sang trinh sát thôi. Đấy, rồi anh xem. Ô Huế, hái được nhiều rau quả hè. Con trai má bao nhiêu tuổi rồi? 22. Bây giờ chú ấy ở đâu? Hắn theo giải phóng. Ở đơn vị nào? Anh hỏi chi lạ? Con tôi không đi làm việc giang mô. Tôi cho hắn theo giải phóng từ lúc giặc Mỹ về chiếm Lăng Vân đó. Chẳng có tin về, nhưng chắc chắn làm theo giải phóng. Má cứ bình tĩnh nào. Thế chú ấy tên gì? Tên là Cù. Cha hắn đặt tên cho hắn là Cù, nhưng cả làng đều gọi hắn là thằng núi. Hồi tôi chạy tới đẻ rơi hắn ở trong núi á. Tên là gì hả mẹ? Là núi. Chứ hắn mừng chi mà tra vẫn tôi hoài rứa. Núi à? À, có phải anh ấy có cái sẹo ở đây không hả mẹ? Sẹo? Sẹo thiệt mà. Ở đi này. Đúng rồi. Tính hệt như anh Núi. Anh Hạ nhỉ? Anh Núi ở đơn vị này đấy mẹ. À, anh ấy làm liên lạc cho anh Hạ mấy năm liền. Rứa. Em cũng ngờ ngợ ngay từ đầu. Mẹ. Rứa. Thằng Núi. Hắn có ở giải phóng hả? Hắn mô rồi. Hắn còn sống hả? Ui chà, khỏe như vâm mẹ. To thế này này. Ờ, nhưng mà anh ấy đi nghi binh mất rồi. Anh ấy mới rắn. Hắn đi mô. Không, anh ấy đi nghi binh cơ mà. Tức là đi liên hệ với cán bộ mặt trận mẹ ạ. Thế ra mẹ là mẹ của anh Núi. Sao mẹ không nói ngay? Thì nào ai mà dám ngờ. Chim trời cả nước, giải phóng đi bạc ngang là người. Tìm thì cứ tìm, mà cô hỏi thì e cả con lại cười cho là lận thận.
Tôi lặng nè. Giữa nghi binh này ra răng. Nghi binh à? À. Ui chà, anh hùng số 1 gớm cả đấy. Tôi ngại răng. Là làm cho thằng Mỹ ở nước đó thì giàu, sang ta hoang nghèo. Tôi nói, tôi nói giờ chi cả. Tức là ra chỗ đồng khuya thanh bóng, đốt lửa lên, gọi bê quang sai đến. Thế là mấy trăm quả bom Mỹ vứt đi. Trời ơi, tôi nói chứ là rửa rắn này nói là vứt đi. Thằng bỏ đến đầu mình thế mà. Trời ơi, mình răng mà sống được. Sống chứ. Ấy thấy Mỹ nó mới thua mình chứ. Đấy, cả tiểu đoàn này là dũng sĩ 5 tấn đấy. Là nói mỗi người chịu 5 tấn bom. Còn công tướng nghi binh à, có mà hàng trăm. Trời ơi. Vừa rồi. Mà đã đi giải phóng, phải thế mới thích chứ. Thế mới gọi là xả thân vì nước, vì dân. Chứ tay dao tay thớt, tay chèo tay trống như tôi, có mà chán ốm ấy. À, đấy là tư tưởng sai mẹ. Mẹ này. Hả? Nói riêng với mẹ, hở ra ông Hạ mà biết, ông ấy nổ cho, ông ấy như mình định hướng với mẹ. Nghe tốt trả lời. Bến mới gọi sông Hương nghe tốt trả lời. Bác Hạ đâu? Bác Hạ đâu? Sông Hương đâu? Sông Hương đâu? Bến tôi sắp buôn thừa. Sắp buôn thừa nghe rõ không? Mối đến rồi. Lái sắp đến. Đến kia rồi, đến kia rồi, thuyền thừa sắp cập bến mới. Ba thuyền đinh chở đầy chưa? À, bán rồi, thuyền cập bến chú núi, đưa ra, đưa ra. Bến mới gọi, sông Hương đâu? Bến mới gọi, sông Hương đâu? À, mua rồi, mua một chuyến nữa rồi. Rõ, tất cả đều khỏe mạnh. Cái gì ạ? Ai? Ba mẹ? Vâng, tất cả hay mình núi thôi. Rõ, nhắc lại, tất cả nhổ neo về buôn chuyến hàng khác. Bác Hạ đâu, lại thêm một chuyến hàng nữa rồi. Vâng, ba thuyền nữa.
Kìa mẹ, xong gì xôi đấy hả mẹ? Chết. Xong một kết. Mẹ chiều con dâu mẹ quá nhỉ? Chết. Chú đứng ngoài rửa. Con Huệ hằng không ứng mùng mô. Hằng nói con mắc bệnh mị. Đừng nói đến chuyện vơ vẩn. Ý chú thấy răng. Cái gì hả mẹ? Thịt lợn tươi vẫn hơn chứ. Không. Là nói hằng phải cái con mắt hơi to. Đền bà mà mắt to là hơi đền thanh chú lăng hỉ. Vâng ạ. Cái chỗ ni hơi vù vù. Mạnh con phải biết. Nhưng mẹ già thì lại máu cong. Ôi cha ơi, chứ bơm mô mà lặng rồi. 15 đợt rồi chú lặng hiểu. Nó còn đổ cả kho bom của nước Mỹ xuống ấy chứ. Ôi chào ơi. Thế là đỡ cho bao nhiêu nơi khác. Nó tích bom để đánh nhau với cả hoàn cầu. Nó đem chút xuống đầu Tổng Bí Minh. Ôi chào ơi. Lớp này bà định. Bà định sẽ cách chút vô sườn. Đấy, rồi mẹ xem. Tôi mà được như chú núi thì trần đời không có gì bằng, nhất đấy mẹ. À, thì rửa. Lại một đợt bom nữa rồi. 16. Về Công Tung chắc mẹ mình sẽ đi tìm đơn vị ngay. À, có lệnh gọi bọn mình về nhận nhiệm vụ mới đi. Ta sang cho cậu núi đi. Thương quá, thế cậu núi sắp gặp ba mẹ rồi. Hay quá. Đi đi thôi. Núi ơi, núi ơi, núi ơi, ở đây cơ mà. Núi ơi, núi. Núi ơi! Núi ơi! Núi ơi! Thấy cái hòn đâu cả? Núi ơi! Đây! Ở chỗ này cơ mà! Núi ơi! Đừng gọi nữa! Để im xem nào! Im cái gì? Bị đâu còn gì? Ồ hay! Để tìm đã nào!
Nguy đứng đây. Nó bắn. Cười trò. Ừ. Tầm bày nè. Thì mà coi con như con gái của mà chứ răng. Mẹ. Mình là đàn bà con gái thì phải giữ sức. Những ngày tồi nở như ri là phải kiêng cự. Kẹo rồi sau này sinh nở khổ thân nợ con nợ. Con có đi làm đâu? Rửa con đi mô. Con vào rừng. À. Mai thằng núi về, thằng ưng lòng nợ. Chắc chắn là đúng rồi. Cái hố to thế này còn gì? Vớ vẩn, mình chưa bao giờ thấy một quả bom nào đúng giữa hầm. Toàn đi đâu ấy. Thôi, cứ đào đi. Cố lần nữa xem. Đồng chí Núi là người đầu tiên nổ súng bắn rơi nó.
Đồng chí Núi là người lúc nào cũng lo bom đạn giặc Mỹ rơi xuống đầu anh em đồng chí của chúng ta, rơi xuống con đường của chúng ta. Thưa các đồng chí, đồng chí Núi là người có công lớn nhất trong trận nghi binh vừa rồi. Đồng chí Núi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với anh em, bè bạn, đối với đơn vị, quê hương, tổ quốc. Đồng chí Núi thân yêu của chúng ta không còn nữa. Núi đã cùng tôi đi khắp các chiến trường. Tin đồng chí Núi hy sinh đối với tôi không, đồng chí Núi của chúng ta không chết. Núi đang bảo vệ chúng ta, bảo vệ con đường. Núi đang góp phần vào trận đánh, vào sự nghiệp giải phóng của miền Nam. Ngay từ chiều hôm nay, chúng ta bắt tay vào làm đoạn đường ngầm bí mật theo suối dân. Để trả thù cho đồng chí Núi, chúng ta quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí, bà mẹ đồng chí Núi đã hiến cho cách mạng đứa con trai mà mẹ quý hơn cả bản thân mình. Chính cái đó làm cho bà mẹ vĩ đại hơn hết mọi anh hùng dũng sĩ. Nhưng không biết mẹ còn đủ sức chịu đựng cái tin đau đớn này không?
các anh ăn quả này đi. Anh Dư, anh cùng đi. Hầm của cậu ấy. Không, là tôi hỏi anh ấy có trách gì tôi không? Không, không thể nói gì về Huế như mọi khi. Chỉ lúi húi viết gì vào sổ tay, viết nhiều lắm. Làm thơ đấy. Anh Núi hay làm thơ? Anh Dư à, hôm anh Núi đi, chúng tôi cãi nhau một trận đấy. Anh ấy không ở lại à? Không, vui lắm, còn làm được Vịnh Tặng Huế cơ mà. Vậy à? Thế tôi sẽ nói về Ma thế nào? Nói là... là Huế có lời hỏi thăm sức khỏe ba mẹ. Đi thôi cả cậu ơi. Thế nào thế? Có lên con sốt rồi đấy. Thì cứ giữ chắc đã nào. Thế, thế. Thôi thôi thôi, có được phòng lắm rồi. Cậu đi lên đi. Thì ta đâu? Huế ơi! Ô hay, mình mà nằm bây giờ thì không dậy được nữa đâu. Giữ chắc cho mình đánh búa. Thủ lục lỗ sẵn, chờ lúc nó pháo kích ta cho nổ một thầy. Nhưng cậu đang lên cơn sốt. Thế thôi, cậu về ngay đi. Ê ơi! Ê! Không, không, để mình đưa cậu về. Giữ tròn cho mình đánh múa. Mình về mà cáo. Lúc này mà cậu bắt mình nằm được à? Gì đấy? Giữ ổ cái tròn một tí. Ấy, mình đang bận tối mắt lại đây. Thank you.
buồn ở ngoài. Mẹ uống đi con. Huế đi, nóng quá, cứ đòi uống nước hoài. Đỡ rồi mẹ. Mẹ đi nghỉ đi, để con trông. Chẳng rồi mẹ lại ốm thì khổ. Khuya rồi, đi ngủ đi con. Mẹ, mẹ đi nghỉ đi. Mấy ngày hôm nay mẹ có ngơi chân ngơi tay tí nào đâu. Mà cũng được một giấc rồi. Đi ngủ đi, mai còn ra suối với anh em. Đi con, đi. Ngủ đi con. Con nằm một tí rồi mẹ gọi con dậy nhé. Nằm xuống, nhắm mắt lại. Mà lo cho thằng dữ quá. Người cứ gầy tọp đi. Cơm không ăn, cháo không đồng lên một muỗng. Sốt cao thì là hại người lắm. Ra có quả chanh, quả cam gì uống thì cũng đỡ háo. Răng mà có được chữ à. Không thể để cho thằng mình tiếp nhất đâu. Pháo đài bay tổng lò B-52 của Ngô Kỳ và các cấp chỉ huy của các bạn. Để cứu lấy tính mạng, các bạn hãy mau mau trở về vị trí. Là cái thằng
theo đường này được. Tránh này. Thank you.
Lắng, thằng Dư mau rồi. Đúng. Kìa mẹ, mẹ đi tận đâu về mà khổ thế này? Mẹ ngồi xuống đây cho ấm cái đã. Ôi chào ơi, Âu Huế khóc cả sáng nay đấy. Trời, thằng Dư ra lăng rồi. À, là mẹ bỏ đi đâu? Nó lo, nó bảo tại nó. Mẹ vào rừng hả? Tôi biết thằng mà. Dư mô. Thằng Dư à? Âu. Đại chuyện ấy đấy. Mẹ nói anh Hà, anh ấy nghe, anh ấy nói cho nó một tiếng, nó xung phong ở nhà nấu ăn, để tôi ra mặt đường làm lấy khớp một tí, không ai phê tôi ở đâu được mà. Thôi kệ, thằng đi làm mà. Ấy đấy, tôi gạ nó rồi, nó không nghe. Mẹ, you
Bộ B-52 mày còn không làm gì được ông, huống chi mày. Thank you.
Mẹ. Damn it all. What a damn job. Well, it's like a hell or not. Awesome, boys. Look out. What? Be careful. Sun's moving below. Is it? Yeah. Okay, sir.
Alo. Số 7 gọi số 9. Sao? 7 gọi số 9. Số 9 đâu? Số 9 đây. Đã chuẩn bị xong chưa? Báo cáo xong rồi ạ. Bộ binh đã sờ vào tận nơi chưa? Thế nào? Bộ binh đã vào tận nơi. Báo cáo, bộ binh đã xong. Đơn vị xe tăng đã vượt qua khỏi ngầm số 3 chưa? Báo cáo, đã vượt qua an toàn. Tốt, rất tốt. Lăng Vân đâu? Alo. Alo. Hướng Lăng Vân, báo cáo đi. Alo, báo cáo. Hướng Lăng Vân đã sẵn sàng. Lăng Vân đâu? Lăng Vân chú ý. Theo kế hoạch đã định, đúng giờ dê cho bắt đầu. Anh Hà, anh chặt đi nhỉ. Lý,
đưa Duy về trước sau.
Lên đây má. Kìa, mẹ xuống đi, kiểu ngã đấy. Để má lên mà. Cháu má lên vậy. Cẩn thận má. Cả đời mà chị bị hằng nạt nộ, trừ cháu má lên kì, quay thử ra răng. Mình du kích ấp chiến lược bọn mình quay đó. Ấp nào đó má? Ấp Làng Vân chứ ấp mô. Thôi chết, hầm ngầm hắn tháo hầm ngầm ra núi rồi trốn đi đó. Đi mà đưa các anh đi.
Hello. Hello. Come to our. Come to our. Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Má có không? Mẹ hai, thằng núi đây đây, Tá Phong ơi, thằng núi mẹ. Thấy không? Thằng núi không, tôi không mê. Anh Hà, Huế ơi, thằng núi, thằng núi. Mà con đây, núi của mà đây. Chào ơi, con mà, con lớn quá, con giống cha con quá. Đây, con mà đây, cái thằng mà đè rơi ở trong núi đây. Coi tè, thằng cha mi chưa, 8-9 năm không gặp, chưa nụm tay một chút mà cũng xấu hổ. Anh Hà, núi. Chào chị Huế. Ly, trời, khỏe không? Khỏe lắm. Dư mô. Thank you.
Má ơi, núi lại trốn vô rừng, kiếm mật ông ăn trừ bữa, má lôi nó về đánh cho tao một trận. Bây giờ thế này, má đưa chuối về nhà, cho chuối nghỉ vài ngày, rồi anh em đơn vị tìm đón chú ấy sau. Chị Ri, để mà về một mình, đơn vị có cần chi thì đã có thằng núi hắn thảo đường hơn mà. Mà về một mình thôi, làng xóm tan hoang cả rồi, cũng còn nhiều việc phải làm. Bán đơn vị, tập hợp. Con yên tâm đi theo anh em, mà con khỏe lắm, đừng lo chi cho mà cả. Khi mà có dịp đưa anh em về thăm quê nha. Con nhỏ nữa mà ứng đó. Thôi đi đi, đi đi cho kịp anh em. Đi đi con. Chuyển lời của Huế thăm mạ chưa? Gặp mạ rồi.